hân hoan chào đón quý khách hàng đã đến kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook Zalo Nhà Đất, nguồn bán nhà tại thành phố Hải Phòng. Và cũng như quý khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống website x88.vn. Hôm nay em mời cả nhà cùng tham quan một căn nhà mới được hoàn thiện xong đầy đẳng cấp và sang trọng trên trục đường Liễu Hai Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và có giá cực kỳ đáng yêu nha cả nhà. Căn nhà này mới được hoàn thiện xong và em đã nhanh chóng gửi đến quý khách hàng. Ngôi nhà có một vị trí đẹp với giá tiền hết sức hợp lý. Và đây là căn nhà bên em muốn giới thiệu tới quý khách hàng. Ngôi nhà này có diện tích là ngang 5m, diện tích 48,5m với công năng 3 tầng gồm có sân để xe, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 nhà vệ sinh, phòng giặt, sân thượng. Nhà nằm trong ngõ ô tô đỗ cách nhà 5m. Và căn nhà của chúng ta được thiết kế theo kiểu bán hiện đại nhìn khá là hoành tráng và đầy sang trọng. Căn nhà này có hướng Tây Nam và có giá cực kỳ đáng yêu, chỉ có 2.200.000 thôi. Vẫn có thể thương lượng thêm với anh chị chủ nhà và tặng hết nội thất trong ghi nha cả nhà. Căn nhà này nằm trên trục đường Liễu Hai Xã, chúng ta chỉ cần đi ra một xíu thôi là xung quanh có đầy đủ các tiện ích cuộc sống và chúng ta chỉ cần 15 đến 20 phút là có thể di chuyển ra các quận trung tâm, chợ. Chúng ta có thể thấy chiếc cổng được làm bằng chất liệu sắt được sơn một lớp sơn màu đen vô cùng chắc chắn và kiên cố. Sau cánh cổng là chúng ta có một khoảng sân để xe vô cùng rộng rãi và thoải mái. Nền gạch được lát màu tối có độ ma sát rất cao, chúng ta có thể thoải mái đi lại mà không sợ bị trơn trượt. Bên trên sân chơi được anh chủ nhà thiết kế khung sắt tạo cho chúng ta cảm giác thoáng mát, treo trên đó là những chậu hoa lan cây cảnh tạo hiệu ứng cho căn nhà chúng ta đầy sức sống và đem về phong thủy cho căn nhà. Bên tay trái chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cánh cửa đi vào phòng khách. Cánh cửa được làm bằng kính cường lực trong suốt, hai lớp kính vô cùng chắc chắn mà vẫn tạo không gian thoáng mát. Bước vào bên trong phòng khách khá rộng rãi và đầy sang trọng vì bề ngang lên đến khoảng 3m nên không gian rất thoáng. Như chỗ này chúng ta có thể được một bộ sofa khá là hoành tráng và phía bên trên đây là trần thạch cao và có hệ thống chiếu sáng. Điểm nhấn là chiếc quạt mã đồng màu vàng vô cùng bắt mắt và đầy tinh tế. Trên bức tường phía bên tay phải được anh chủ trang trí thêm một bức tranh 3D màu vàng khá đẹp và bắt mắt. Và căn nhà này được kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng bên em chào bán chỉ có giá là 2.200.000 thôi. Khi khách hàng nào đang quan tâm đến căn nhà này thì xin liên hệ với số điện thoại 0916550688 để kênh Nhà Đất bên em có một cái giá cực kỳ yêu thương gửi tới quý khách hàng một cái deal tốt, đặc biệt chính chủ và pháp lý sổ đỏ rõ ràng, được giảm ngay từ 200.000 đến 500.000 tùy vào từng căn nha cả nhà. Tiếp đến là phòng bếp, chúng ta có thể nhìn thấy ngay một chiếc đèn trần vô cùng đẹp và bắt mắt. Căn bếp của chúng ta là bếp trên dưới bằng gỗ ATMI tăng cường, cùng đủ rộng cho chúng ta trang trí. Tất cả nội thất trong vi đều thuộc về chúng ta khi chúng ta sở hữu căn nhà này nha cả nhà. Có bếp ăn, đèn trang trí thả xuống khá tinh tế. Và đặc biệt một điều rất tiện lợi, chúng ta có nhà tắm và vệ sinh tầng dưới ngay dưới cầu thang, được thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng thoải mái. Ta sẽ di chuyển lên tầng 1. Cầu thang của chúng ta là tay vịn gỗ, gỗ sồi, mặt đá là đá hoa cương. Góc cầu thang có thể để cây xanh tạo hiệu ứng tươi mát cho căn nhà, rất là tuyệt vời. Đây là phòng ngủ thứ nhất, mở cửa bước phòng chúng ta thấy khá rộng rãi và dễ chịu, sáng sủa. Tiếp đến là phòng số 2, cửa phòng làm bằng kính cường lực, nền làm bằng đá hoa cương 80-80 phía trên trần thạch cao rất là đẹp và sang trọng. Chúng ta bước vào rất thoải mái luôn, tường màu trắng tạo cho ta cảm giác mới mẻ và sạch sẽ, có cửa sổ lấy gió lấy sáng. Và đây là nhà vệ sinh, cửa sinh pha và bồn cầu inox, vòi tắm massage thư giãn. Chúng ta sẽ di chuyển lên tầng 3 là tầng trên cùng. Khi khách hàng xem đi, thấy hợp lý thì cho em xin một like cũng như đăng ký nhấn chuông để cập nhật được những căn nhà được giao bán với sổ hồng riêng chính chủ. Pháp lý rõ ràng, làm việc hoàn toàn miễn phí và quý khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 đến 500.000 tùy vào từng căn nha. Ở đây là lối đi hành lang và phòng thờ phía trước của chúng ta, đó khá là rộng rãi và dễ chịu, sáng sủa khi chúng ta bước vào phòng. Phía trước là một cái view công viên rất là mát mẻ. Bên đây thì có chỗ giặt đồ, phơi đồ, giá treo thông minh, khá là sạch sẽ và có lối đi hành lang cho chúng ta lên máu để xử lý vệ sinh nước và thông gió, giặt đồ phơi đồ tại chỗ luôn. Và vi, căn nhà đến đây là kết thúc. Em cảm ơn quý khách hàng đã xem vi và hẹn gặp lại quý khách hàng trên vi tiếp theo. Thân ái và chào tạm biệt.